Vậy là được tô miếng xào rồi đấy mọi người. Bây giờ mình bưng đi ăn thôi nhé. Định ăn cho táo đi ngủ mà chị nó đói bụng quá cho nên phải dậy. Kiếm cái gì ăn đây? Không nấu cơm. Sớm còn bao nhiêu cơm chồng em sang rồi còn cơm hộp cho chồng đem đi luộc nữa. Hết cơm luôn rồi. Bây giờ dỡ tủ rồi thì nó có một ít rau. Nhưng mình sẽ lồng miếng xào em nhé. Không còn gì hết. Chỉ có cái này là thịt thịt bò không khói á. Với lại có mấy nó thịt mỡ ở đây nó sống láo đem ra cho chồng còn nè. Rồi cho một ít đạo vào chiên xào đó. Đạo này mới lúc chiều đi lồn gì ghé chợ mua thì nó đạo là 1,5 đô đó mọi người. Tại vì mình mua ba phần nó lấy 5 đô thì mình có đạo nè, có chả thảo và một miếng nấm kim châm với lại cải thảo sáng nào mình nấu canh ăn sớm. Còn cái đậu thì bây giờ mình đói bụng cho nên mình xếp cho mình xào mình làm miếng trộn em luôn chứ không có rau. Lúc chiều mình chỉ mua được trong đó rau thôi không mua nữa. Lồn gì nó mệt rồi cái lậu chợ mua đồ mệt lắm lười lắm. Tới cái sộp gần nhất mua chừng đó rau đi về mình sẽ cho vào một miếng nước tương đó. Nhà một tí mirin rồi xào cho đạo nó mềm thì cho miếng vào. Miếng mình đã ngâm nước sôi sẵn rồi cho nên chỉ cần đạo chín bỏ vào trộn ăn là được. Một mình ăn cho nên mình nấu cái chảo bé xinh xinh này một ít thôi, nấu nhiều ăn không hết để đỡ bỏ tủ lạnh mứa này tắt. Nấu vừa ăn đây để cho đạo nó chín nhé. Giờ mình cho miếng vào này, miếng mình đã trộn nước sôi cho nên nó mềm rồi. Ôi nó đầy luôn cái chảo luôn rồi. Mình chỉ cần trộn cho nó đều cái này lên và cái miếng nó thấm xì dầu là ăn được. Giờ đói bụng một khuya rồi, 12 giờ khuya rồi đây. Mà không ăn gì thì ngủ cũng không được cho nên phải dậy nấu em đây. Cứ tưởng là có thể ngủ được nhưng mà rốt cục nó vẫn đói bụng. Mà nó đói bụng là cũng đúng tại vì 6 giờ chưa ăn mà chỉ uống nước không thì lòng ra mới chịu được. Nó có kêu đi thôi, nó biểu tình là đúng rồi. Chắc được rồi đấy. Bây giờ mình cho ra đĩa để ăn thôi nhé. Không biết mẹn lọt luôn. Cho một tí nước tương và một xí mirin. Không nêm không nếm thêm một cái thứ gì nha. Không biết vừa ăn hay không. Đợi thêm rồi ăn rồi tính sao. Cho lên xí tương ớt cho nó cay cay. Tương ớt này hơi cay đó. Mời mọi người em khuyên ăn cùng mình nhé. Cũng ngày bây giờ chịu quay em đó mọi người ơi. Đói bụng cái bụng nó biểu tình với em nhé chứ nó không biểu tình là thôi cua như ngày này là của ăn cơm luôn. Tính ra cũng dũa thiệt á, sớm giờ chỉ toàn uống nước
Nóng quá đi, mình không ăn được nóng, chắc phải chờ nó nguội một tí. Nóng mà kèm thêm tương ớt cay nữa là thối thiệt. Biết ăn thấy đói bụng là con mét nó to cái bồ tử nấu nguyên một dĩa tỏi bự luôn nè. Ăn thử mẹ ngọt á. Vừa ăn vừa ăn à, không cần thêm nước tương nữa. Không mặn không lọt nhưng mà cay do cho cái bò tương ớt vào. Cay là nóng và kỳ hoàn nữa. Mười hai giờ cứ vô rồi, trời ơi em mới chở này, đâu khi nào cũng ngủ lên biết đường. Tại vì em vào là không thể ngủ liền được, phải chờ cho nó tiêu hóa một xíu. Mai mà có miếng thì chứ không có miếng là ăn gì cả, ăn ngũ cốc à. Ăn ngũ cốc cũng được nhưng mà giờ sữa chua để trong tủ lạnh đó, giờ mà ăn sữa chua với ngũ cốc là nó lạnh bụng lại đỡ bụng nữa chắc thôi. Anh em nấu miếng là nhiều nha các. Có một ít hành tây nữa thì ngon đó. Hết hành tây luôn. Mai đi chợ ghé mua là ít đậu chứ không thôi biết xào có gì đâu. Không lẽ xào không rồi. Mua bóng cá táo nè, 15 đô. Vì mặn một trớ rồi. Còn 3 trớ.
Nấu đơn giản như thế này mà ăn ngon à. Đỡ cân đối rồi kìa, giờ hết đối rồi. Là xong tôm miếng xào đậu không no lắm mà cũng không đói lắm, vừa đủ. Vậy là xong, chắc bây giờ đi ngủ được rồi đó, nghỉ một tí rồi đi ngủ thôi nhé. Tạm biệt mọi người.